Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, ngày 14 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình tối ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp ngành địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư. 6 tháng đầu năm, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 899 lượt, xử lý 583 vụ với 596 hành vi vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng. Góc nhìn và dư luận, rác thải công nghiệp từ làng nghề may mặc xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân địa phương. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, từ nay đến cuối năm, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết, kế hoạch, chương trình đã ban hành trong lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cụ thể, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, đẩy mạnh hoạt động của cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với nhiều thủ tục ở mức độ 3-4 giúp người dân doanh nghiệp được giải quyết thủ tục nhanh chóng thuận tiện. Coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ thi đua hàng năm của các cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu công nghiệp dệt may Dạ Đông và nhà máy xử lý nước thải, nhà máy cấp nước sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, tập trung hoàn thiện thủ tục để giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mỹ Thuận, các cụm công nghiệp Yên Bằng, huyện Ý Yên, cụm công nghiệp Thanh Cô, huyện Vũ Bản, cụm công nghiệp làng nghề Hải Vân, huyện Hải Hậu. Tiếp tục kêu gọi xã hội hóa đầu tư các khu cụm công nghiệp khác theo quy hoạch đã được duyệt, tổ chức xúc tiến kêu gọi đầu tư để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, nhất là các nhà đầu tư có công nghệ cao, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo thị trường ổn định an toàn, phòng chống ngăn ngừa các hoạt động buôn bán kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã kiểm tra 899 lượt, xử lý 583 vụ với 596 hành vi vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng, tịch thu tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 750 triệu đồng. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, Cục Quản lý Thị trường đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cập nhật dữ liệu liên quan đến văn bản chỉ đạo điều hành, hoạt động kiểm tra, kiểm soát và hồ sơ vụ việc gian lận thương mại. Dữ liệu thông tin được cung cấp chính xác, kịp thời đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lực lượng, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước về thị trường. Trước diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi của hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian tới, đặc biệt là những tháng cuối năm, Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiếp tục tăng cường công tác dự báo và nắm bắt diễn biến của thị trường, đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát thị trường, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, không để xảy ra tình trạng kinh doanh công khai hàng cấm, hàng nhập lậu, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người dân, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, đảm bảo nhiệm vụ chống sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay, làng nghề may mặc ở xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc đã góp phần nâng cao đời sống, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tuy nhiên, do hầu hết các cơ sở sản xuất ở đây đều mang tính tự phát, nên lượng rác thải ra sau quá trình sản xuất của các cơ sở không được thu gom xử lý đúng quy trình đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Phóng sự Góc nhìn và Dư luận sẽ phản ánh về tình trạng này. Đây là bãi rác thải sinh hoạt tại xã Mỹ Thắng. Mặc dù chính quyền địa phương đã có biển cấm đổ rác, cấm đốt rác thải công nghiệp, nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều những bao tải đựng vải vụn được các xe chở rác tập kết về đây chờ xử lý. Do chưa được đầu tư nên bãi rác tại đây được xử lý theo kiểu chôn lấp. Hàng ngày cứ vào buổi chiều tối, công nhân môi trường lại tiến hành đốt rác làm khói bụi bay mù mịt. Cái bãi rác đây là nó đốt vào buổi chiều em ạ, cái mùi nó ô nhiễm rất là khét, đốt cái rác của máy may ấy, nó đổ ra đây nó rất là khét, buổi chiều đấy là cả cái khu vực đây là nó ảnh hưởng cái bãi rác ở đây nó ô nhiễm quá trầm trọng đến người dân. Thứ nhất là buổi tối người ta đốt cái rác mà rác công nghiệp nó tỏa tràn lan khói đen, Thế mà lúc mà nó bay lên trời cao đồng sao nó lạ nhưng mà đất là cả một khu vực bị ảnh hưởng. Nghề may công nghiệp đã có ở Mỹ Thắng khoảng 50 năm nay, từ sản xuất nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình. Đến nay trên địa bàn xã đã có nhiều cơ sở sản xuất lớn thu hút hàng nghìn lao động tham gia. Tuy nhiên do công nghệ còn lạc hậu nên rác thải công nghiệp được các hộ kinh doanh xả ra ngoài như rác sinh hoạt hàng ngày, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, ngăn chặn, nhưng một số hộ kinh doanh vì không có cách nào xử lý nên vẫn lén xả rác thải công nghiệp ra môi trường. Thực tế thì hiện nay trên địa bàn theo phản ánh cử tri và đặc biệt chúng tôi kiểm tra vẫn còn hiện tượng là những cái rác mà không thể tái chế được nữa, cái số lượng rất ít thôi. Đấy là người ta đem ra bãi rác ở đốt. Thế vào trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã có lực lượng, có tổ công tác. Đấy, trong đó là lực lượng công an xã là nòng cốt đã tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý theo đúng luật môi trường. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải công nghiệp, người dân xã Mỹ Thắng đang bị ảnh hưởng bởi rác thải công nghiệp cho rằng, ngoài việc hợp tác với các công ty chuyên xử lý rác thải công nghiệp, chính quyền địa phương cần mạnh tay xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm, đồng thời sớm có phương án chuyển bãi rác ra xa khu dân cư để không ảnh hưởng chất lượng sống của người dân. Giải pháp chuyển hướng sang chăn nuôi tập trung quy mô trang trại gia trại để tránh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Xuân Trường hoàn thành việc gieo cấy lúa mùa. Sau gần 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn của tỉnh có bước phát triển toàn diện. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến đầu tháng 7 năm 2019, dịch tả lợn châu Phi đã khiến tổng đàn lợn của tỉnh giảm 29,6%, trong đó nhiều nhất là huyện Hải Hậu, giảm 42,6% tổng đàn, tiếp đến là Trực Ninh 39,3%, Nghĩa Hưng 32,5%. Ý Yên là địa phương xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi chậm nhất, tuy nhiên tổng số lượng lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng chiếm trên 20,8% tổng đàn lợn của toàn huyện. Thực tế cho thấy bệnh dịch tả lợn châu Phi khởi phát từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ với quy mô nuôi từ 5 đến 10 con và nhanh chóng lây lan sang hộ khác trên địa bàn. Do chăn nuôi nhỏ lẻ nên các hộ ít quan tâm đầu tư, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cũng như công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại không được chú trọng, còn mang tính hình thức và không tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của ngành chuyên môn. Ngoài ra, các hộ nhỏ lẻ thường chăn nuôi tại gia đình, trong khu dân cư nhiều đường ngang ngõ tắt, mặt đường nhỏ hẹp, nên việc đưa phương tiện vào vận chuyển lợn bệnh đi tiêu hủy gặp khó khăn chậm trễ, trong khi tốc độ bệnh dịch lây lan nhanh, số lợn phải tiêu hủy lớn. Thực tế này cho thấy đã đến lúc cần tính toán cụ thể cho việc chuyển đổi mô hình chăn nuôi lợn từ phương thức nhỏ lẻ tự phát sang chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại gia trại. Với sự đầu tư đồng bộ bài bản về chuồng trại, kiểm soát quy trình chăn nuôi chặt chẽ từ chọn lựa con giống, thức ăn đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiêu độc khử trùng và vệ sinh môi trường chuồng trại. Do chuẩn bị chu đáo các điều kiện sản xuất và làm tốt khâu chỉ đạo, bà con tập trung xuống đồng gieo cấy lúa mùa nên đến thời điểm này, huyện Xuân Trường đã cơ bản hoàn thành khâu gieo cấy lúa mùa theo đúng lịch thời vụ. Vụ mùa năm 2019, huyện Xuân Trường gieo cấy 5.550 ha, trong đó có 900 ha gieo xạ, cơ cấu giống chủ yếu là giống lúa thuần đặc sản. Để giành thắng lợi vụ mùa, huyện Xuân Trường đã tăng cường công tác chỉ đạo, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung xử lý ứng phó với các diễn biến phức tạp của thời tiết, tăng cường sử dụng các loại giống có chất lượng tốt, giống chống chịu sâu bệnh, gắn liền với đầu tư thâm canh đảm bảo đúng khung lịch thời vụ để tăng năng suất sản lượng. Xác định việc sản xuất vụ mùa sẽ có nhiều bất lợi vì thời gian trùng với mùa mưa bão, tình hình thời tiết có nhiều thay đổi bất thường, các loại sâu bệnh hại lúa sẽ phát sinh, phát triển mạnh. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn và bà con nông dân tăng cường bám sát đồng ruộng để phát hiện kịp thời chính xác các loại sâu bệnh hại, từ đó có biện pháp diệt trừ hiệu quả, đồng thời phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình thủy lợi Xuân Thủy điều tiết nước hợp lý giúp cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Thưa quý vị và các bạn, giao thông nông thôn là một tiêu chí quan trọng về kết cấu hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, ngành giao thông vận tải tỉnh đã tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước, tham mưu với tỉnh chủ động dành nguồn lực ngân sách địa phương, lồng ghép với các chương trình dự án khác và huy động sự ủng hộ của các doanh nghiệp, đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng giao thông nông thôn. Đến nay, sau gần 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn của tỉnh đã có bước phát triển toàn diện. Cùng với các giải pháp về kinh phí, các giải pháp để tạo mặt bằng cho mở rộng giao thông cũng được Sở Giao thông Vận tải tham mưu và cùng các địa phương thực hiện hiệu quả. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, sẵn sàng hiến đất thổ canh thổ cư, đóng góp công sức, tiền, vật liệu, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn của tỉnh đã được cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới. Phong trào hiến đất, góp đất, đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Với kết quả, toàn tỉnh đã vận động các hộ dân đóng góp gần 2.900 hectare đất nông nghiệp trị giá 5.800 tỷ đồng, hiến 206 hectare đất thổ cư trị giá trên 1.000 tỷ đồng để tạo mặt bằng xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Đầu tiên là đường chỉ có 3 mét, hai bên đều là ao hết. Thế nhưng mà được nhân dân nhất trí là hiến đất, ủng hộ, phá toàn bộ hai bên rẫy tường đi, xây lại mới và ủng hộ hiến đất để hai bên để mở rộng đường. Hiện tại bây giờ con đường này là con đường to nhất trong các cái rau ngõ là 5 mét. Với sự chỉ đạo quyết liệt và sự quyết tâm của tỉnh, các sở ngành địa phương và sự đồng thuận cao của nhân dân, giai đoạn 2010-2020, toàn tỉnh đã huy động được trên 9.200 tỷ đồng để xây mới nâng cấp cải tạo được trên 8.900 km đường giao thông nông thôn. Trong đó, xây dựng mới 1.159 km đường giao thông nông thôn đạt tiêu chí nông thôn mới, xây mới nâng cấp cải tạo 8.600 cầu cống dân sinh, thủy lợi. Để tiếp tục thực hiện cái chương trình nông thôn mới với cái mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí trên địa bàn huyện trong năm tới, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban huyện vẫn tiếp tục cái chủ trương kêu gọi các cái người con quê hương trên địa bàn cả nước, trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp mà hiện đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ các địa phương, nhân dân xây dựng cái khu các cái hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn. Để nâng cao hiệu quả thu hút nguồn lực, tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Thời gian tới, ngành giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh vận dụng các văn bản, quy định pháp luật thúc đẩy công tác thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, chủ động bổ sung, hoàn thiện quy hoạch giao thông theo hướng cập nhật tốc độ nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả tuyên truyền để toàn dân hiểu rõ lợi ích, giá trị được hưởng lợi sau đầu tư, từ đó tự nguyện đóng góp nguồn lực chung sức xây dựng giao thông nông thôn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thực hiện điều chuyển nguyện vọng đăng ký xét tuyển cho thí sinh bằng hình thức trực tuyến. Mô hình ngôi nhà thông minh, giải pháp đạt giải nhì tại Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nam Định lần thứ 5. Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có công văn về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển cho thí sinh bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ là các điểm tiếp nhận để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh. Các điểm tiếp nhận phải chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất để thông báo, hướng dẫn và tổ chức cho thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến. Thời gian chính thức điều chuyển nguyện vọng đăng ký trực tuyến từ ngày 22 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2019. Trước đó, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7, Cổng thông tin đăng ký điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến sẽ mở để cán bộ tiếp nhận và thí sinh được thử thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nam Định lần thứ 5, với tính ứng dụng trong cuộc sống, ý tưởng về mô hình ngôi nhà thông minh của em Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 5A4 trường tiểu học Phạm Hồng Thái, thành phố Nam Định đã xuất sắc đạt giải nhì. Phóng sự sau sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn sản phẩm này. Xuất phát từ những lần quên tắt hệ thống đèn chiếu sáng của gia đình và trong bối cảnh gia đình có bà nội đã già, khó khăn trong việc di chuyển tắt bật công tắc, Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 5A4, trường tiểu học Phạm Hồng Thái, thành phố Nam Định đã có ý tưởng thực hiện mô hình ngôi nhà thông minh. Với mô hình này, chỉ cần có một thiết bị điều khiển trong nhà thì người sử dụng dù đứng bất cứ vị trí nào trong ngôi nhà hoặc ở một nơi nào đó xa ngôi nhà cũng có thể điều khiển hệ thống đèn điện trong nhà. Đặc biệt, nó có thể kết nối với điện thoại, có thể bật tắt dễ dàng khi không có ai ở nhà. Con thấy bà con rất là già rồi, lưng còng rất là khó di chuyển nên là con nghĩ là nên có một cách dễ dàng nào đó để có thể tắt hoặc bật điện. Có một chút khó khăn về kỹ thuật thì đã có bạn bè, thầy cô và anh trai con đã giúp về kỹ thuật đó để con hoàn thành sản phẩm của con ạ. Nhà thông minh có 3 cách sử dụng với hệ thống đèn LED. Thứ nhất là điều khiển từ xa, thứ hai là điều khiển trực tiếp bằng điện thoại kết nối với mạch điện điều khiển thông qua chân cắm tai nghe. Thứ ba, có thể điều khiển bằng một chiếc điện thoại bất kỳ nào đó khi không có mặt ở nhà. Điều đặc biệt, mô hình ngôi nhà thông minh được thiết kế từ các vật liệu tái chế như que kem, ống mút đã qua sử dụng, tạo thành sản phẩm mới đẹp mắt, thân thiện với môi trường. Đây cũng là một trong những sản phẩm cho thấy hiệu quả của việc đưa giáo dục STEM vào giảng dạy tại trường tiểu học Phạm Hồng Thái. Ngay từ những cái giờ học ở trên lớp thì các cô giáo dạy ngoài cái việc là truyền tải các cái kiến thức kỹ năng cơ bản thì các cô cũng có cái khơi dậy cái niềm đam mê, mong mỏi tìm hiểu các cái kiến thức để trải nghiệm thực tế cho các con. Thế thì nhà trường cũng tạo điều kiện và hỗ trợ cho các cái cô giáo, tức là về ý tưởng, đường lối cũng như là để cho các cô cũng nghiên cứu tìm tòi thêm để về hướng dẫn cho các con để có những cái sản phẩm sáng tạo ứng dụng trong cái bài học của mình. Với việc áp dụng công nghệ thông minh vào giải quyết vấn đề tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài chính, tiết kiệm thời gian và tiện ích với người khiếm khuyết vận động, người có chiều cao chưa tới ổ nguồn mạch điện, sản phẩm ngôi nhà thông minh có thể được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các công trình có hệ thống sử dụng đèn điện chiếu sáng như công sở, nhà riêng, cơ sở sản xuất. Đây cũng là giải pháp góp phần giảm các nguy cơ thiệt hại về tài sản khi xảy ra sự cố về điện, tiết kiệm kinh phí tiền điện cho người sử dụng. Liên đoàn Lao động tỉnh sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đến nay, toàn tỉnh có 14 cơ sở nghề nghiệp do Hội Người Mù tỉnh quản lý và 41 cơ sở tẩm quất xoa bóp do Hội viên Hội Người Mù quản lý. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng đầu năm 2019, các cấp công đoàn tỉnh đã thành lập mới được 11 công đoàn cơ sở, phát triển mới 4.900 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên lên trên 130.000 đoàn viên và 1.831 công đoàn cơ sở. Đa số các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức hội nghị đối thoại tại nơi làm việc và ban hành quy chế đối thoại định kỳ. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức người lao động đẩy mạnh, duy trì tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội từ thiện, văn nghệ, thể thao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức người lao động. Trong tháng công nhân năm 2019, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, vui chơi giải trí. Từ nay đến cuối năm, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục bám sát cơ sở, nắm tình hình việc làm, thu nhập, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở, duy trì các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân tổ chức công đoàn vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 14 cơ sở nghề nghiệp tập trung do Hội Người Mù tỉnh quản lý, thu hút 201 hội viên tham gia, 41 cơ sở tẩm quất xoa bóp do hội viên quản lý với 164 lao động là hội viên Hội Người Mù tỉnh. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên, các cấp Hội Người Mù tỉnh hiện đang tập trung nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí đào tạo đối với từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với người khuyết tật, trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định bổ sung thêm nhóm nghề cho người khuyết tật nói chung và người mù nói riêng, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp phát huy hiệu quả các cơ sở sản xuất dịch vụ tập trung do hội quản lý hiện có, khuyến khích thành lập dịch vụ tẩm quất xoa bóp theo hướng đa dạng các thành phần và mô hình sản xuất tại hộ gia đình, đẩy mạnh việc tạo nguồn, dạy nghề, tạo việc làm, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, phát huy hiệu quả vốn vay trong phát triển kinh tế hộ gia đình, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo là hội viên Hội Người Mù. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay ngày 14 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Toàn bộ nội dung của chương trình quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên địa chỉ website namdinhtv.vn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.